lễ tiệc mà có sườn nướng sốt BBQ thơm ngon tuyệt hảo đãi gia đình và bạn bè thì còn gì bằng. Cùng Bosch bắt tay vào làm ngay. Sườn heo mua về muốn giữ được đầu tươi thì chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh Bosch. Bật bếp từ Bosch, bắt tay vào làm sốt ướp. Sốt mà ngon thì sườn nướng ngon miễn bàn. Hành tây xào cùng dầu ăn tới khi ngã vàng, rồi cho tỏi vào đảo trong một phút. Tiếp đến cho gừng băm, nước, nước tương, muối, đường nâu, bột ớt, sốt tabasco, tương cà, mù tạt vàng. Khuấy đều hỗn hợp sốt, có tính năng gia nhiệt nhanh Power Push nên sốt sệt và sánh nhanh hơn. Nhờ bề mặt bếp từ Bosch dễ lau chùi nên nấu ăn chẳng ngại dầu mỡ. Đặt sườn lên giấy bạc và phết đều sốt ướp lên bề mặt sườn. Ướp trong khoảng 15 đến 20 phút để thịt thấm sốt. Bọc kín sườn với giấy bạc. Sau đó cho vào lò nướng Bosch, chọn tính năng Hot Air Grilling. Đặt ở 200 độ C trong vòng 30 phút. Đợi sườn mềm và róc xương thì xé bỏ phần giấy bạc trên mặt. Phết phần sốt còn lại lên và nướng tiếp ở 230 độ C trong 5 đến 10 phút là thịt chín đều. Sườn chín rồi thì lấy ra cắt thành từng cọng vừa ăn. Phần thịt sườn mềm mỏng, mặn ngọt hài hòa, ăn kèm với sốt Worcestershire nữa là chân ái. Giờ có máy rửa chén Bosch lo thì chén dĩa bẩn sau các bữa tiệc tùng chỉ là chuyện nhỏ. Sắm gia dụng Bosch, sống chuẩn chất Đức.